mãi con trọn ngày lạy Chúa. Không chê con là người hèn yếu, không khinh con là kẻ tội lỗi, Chúa vẫn yêu con và ngày hôm nay Ngài chọn con. Mãi mãi con trọn ngày lạy Chúa. Mãi mãi con trọn ngày, mãi mãi con trọn ngày. Xin tri ân tình Ngài khôn vi, quyết bước theo Ngài chọn ngày mãi mãi chỉ Ngài thôi. Ngầm răng muốn lối nhưng muốn tin chung chọn ngày mãi mãi chỉ ngày thôi. Mãi mãi con chọn ngày lạy Chúa. Mãi mãi con chọn, mãi mãi con chọn ngày lạy Chúa, vì chính Ngài đã chọn con từ muôn thuở xa vời. Chọn con làm một sứ cho Ngài, chọn con thành mũi tên cho đời, mãi mãi con chọn Ngài lạy Chúa. Con vang hơn câu ca
dẫn thuyền đến nơi, yêu thương đưa lời, gọi mời sống trong niềm vui. Cái bàn tiếp tân là chúng tôi dành riêng cho các phái đoàn để nghỉ chân ở đó. Sau đó là các đoàn đến nhà bàn đăng ký, chúng ta sẽ làm bằng các quyết định. Hãy hết sức thông cảm. Giê-xu linh mục tối cao, linh mục đời đời, linh mục duy nhất. Chúa đang hiện tế trên bàn thờ thắp sáng, Chúa đứng trung gian giữa trời và đất để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Chúa muốn dùng con như khí cụ của Chúa, truyền sức sống vô biên, làm chứng ta trung kiên, làm tấm bánh thơm ngon được bè ra hiến trao muôn người. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao, linh mục đời đời, linh mục duy nhất. Chúa đang hiến tế trên bàn thờ thắp sáng, Chúa đứng trung gian giữa trời và đất để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa, là bí tích linh thiêng, một đời hiến tế hy sinh, lời giáo ân trao ban lời chân lý đến cho muôn người. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao, linh mục đời đời, linh mục duy nhất. Chúa đang hiến tế trên bàn thờ thắp ra, Chúa đứng trung gian giữa trời và đất để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Chúa muốn dùng con trong thân phận của con, tìm cứu các sinh linh, hằng hướng tới vô biên, hòa tiếp nói yêu thương bằng con tim mở ra vô cùng. Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao,
linh mục đời đời, linh mục duy nhất. Chúa đang yên tê trên bàn thờ thắp xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất, để tôn thờ Cha, để cứu độ trần gian. Tình của đấng toàn năng, vì cuộc đời con là giọt nước long lanh bé nhỏ giữa đại dương, chỉ mơ ước rằng cuộc đời con tan biến trong tình Cha. Suối nước ân tình tưới tràn hòa để đời nở cuộc đời con ước mong là bài ca cảm tạ, là nụ hoa nơi bàn thờ Chúa tỏa ngát hương thơm. Cuộc đời con luôn ước mong chỉ là sắp đến, mãi tiêu hao một đời cho Ngài mà thôi. Con chỉ là hạt cát trong sa mạc tình Chúa mà thôi. Tình Ngài bao la, dòng bát ngát hơn cả đất trời. Với biển khơi hạt cát bé nhỏ, vẫn khiêm nhu chỉ biết vang lời ca, tán dương danh Ngài đến muôn đời mãi còn vọng xa. Cuộc đời con ước mong là bài ca cảm tạ, là nụ hoa nơi bàn thờ Chúa tỏa ngát hương thơm. Cuộc đời con luôn ước mong chỉ là sắp đến, mãi tiêu hao một đời cho Ngài mà cho con suốt đời Chúa thương ban. Vì hoa vẫn cần mặt trời soi cho sắc hương hồng tươi, nếu không có Ngài hoa suốt đời héo tàn mà thôi. Cuộc đời con mong là bài ca cảm tạ, là nụ hoa nơi bàn thờ Chúa tỏa ngát hương thơm. Cuộc đời con luôn ước mong chỉ là sáng
mãi tiêu hao một đời cho Ngài mà thôi. Con muốn là loài chim ca vang tình của Chúa quyền năng, dệt ngàn bài ca hòa khúc hát tri ân cảm tạ những hồng ân. Vì năm tháng dài cuộc đời con vui sống trong bình an, bước đi trên đời Chúa dẫn đường tới nguồn tình thương. Cuộc đời con ước mong là bài ca cảm tạ, là nụ hoa nơi bàn thờ Chúa tỏa ngát hương thơm. Cuộc đời con luôn ước mong chỉ là sáng lên, mãi tiêu hao một đời cho Ngài mà thôi. Cuộc đời con luôn ước mong chỉ là sáng lên, mãi tiêu hao một đời cho Ngài mà gọi con giữa cùng trần gian, đứng đã cùng con
sân cầm. Lạy Chúa đẹp thấy nơi này nhà Chúa, còn hơn cung điện trần gian. Tình yêu ba ngôi huyền diệu đã ủ ấm con cả sớm chiều, để con mong chi mơ nơi nào hơn nữa. Câu kinh câu hát mỗi ngày thừa trầm hương cho hồn nhất ngày. Niềm vui trao tâm đất trời gặp gỡ, bao nhiêu ân huệ tình yêu, chỉ mong con luôn bên độ trong nhà Chúa trong cả vui buồn. Một đời tin vâng, tin đơn nghèo thánh khiết, con đi theo Chúa mỗi ngày nguyện được đến như ngài Chúa.
Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhân, con kính mời quý cha cùng cầu nguyện cho những quý cha nhân đức tăng lên cả thân này và cùng với quý cha nhân đức vui mừng tuổi đạo của chúng con và thành người trời và những cha nhân đức là những gì từ những và giờ đây và giờ Tôi cũng nhận con nhân do bàn tay ta.
Thank you.
bài đọc Phaolô. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tương tự với tín hữu Phaolôse. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy học lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây vàng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô là chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhìn vào lẫn nhau. Hãy dùng những bài thanh bình, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy nhờ Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Thank you.
trọng kính quý cha, quý nam tu sĩ, quý cô, quý bà, quý thân hữu và bạn bè xa gần. Trong hoàn cảnh kinh tế suy thoái hiện nay, một trong những đề tài mà chúng ta thấy người ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần, quý vị biết đó là gì không ạ? Nợ. Có xin hỏi ở nơi đây có ai còn nợ người khác không? Đưa tay. Có ai mà không có nợ người khác không? Vừa nợ mà không nợ. Mà xin quý ai còn nợ, xin quý vị đừng có buồn. Tại vì trước mấy như vậy mà nợ nhiều đến nỗi mà người ta tính là một đứa trẻ sinh ra, mới sinh ra thôi đã nợ đến 30.000 đô rồi. Và thời gian trôi đi đang đầy bao kỷ niệm. Thoáng nhìn lại đã gần 20 năm trôi qua từ khi con khăn gói rời gia đình để bước vào ở đại tu. Ôn lại hành trình ơn gọi và đức tin của mình, những gì mà Chúa đã và đang làm cho con thấy mình nợ Chúa quá nhiều. Hôm nay con cũng xin được chia sẻ một vài tâm tình về đề tài nợ qua hình ảnh linh mục người mắc nợ, lấy từ cảm hứng của bài viết cùng tên của Đức cha Văn Thiên giáo Phật Hải Phòng. Nhưng tại sao trong ngày lễ tạ ơn mà con lại nói đến chuyện nợ nần? Con nói đến chuyện nợ nần vì con nghĩ nếu chúng ta được sinh ra làm người là một cái duyên, thì chính cái nợ là cái để xe cái duyên đó, chính cái nợ là cái cầu nối, là động lực để chúng ta đến với Chúa và nhớ tới nhau. Con có cái tính rất hay quên, nhưng những ai mà nợ con thì con nhớ hoài. Nghĩ đến nợ để chúng ta tạ ơn Chúa, nghĩ đến nợ để chúng ta sống khiêm nhu và khó khăn. Nói như vậy nghe có vẻ viển vông, và con xin được cụ thể như sau qua bài thơ của tác giả Nguyễn Văn Thiên. Ta mắc nợ mùa thu, bài thơ đã đổ sương mù. Ta mắc nợ ai bao năm rồi chưa trả nợ, một nụ cười má núm đầu xuân. Chúng mình mắc nợ mẹ hiền thầy cô, mắc nợ thầy cô một dấu chấm câu đặt câu bốn chỗ, mắc nợ bạn bè một lần vẫy tay cuối phố, mà một đời chẳng mãi chắc chi xong. Những điều tưởng chừng đơn giản như lời ru của mẹ, chút hững hờ hay một lỗi chính tả, đơn giản là thế mà còn dệt thành những món nợ. Huống chi là một thiên chức linh mục, một món quà vô giá mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Giữ biết bao hình ảnh về đời linh mục, có người diễn tả hình ảnh linh mục như một người mắc nợ. Lối diễn tả này nghe có vẻ nghiệt ngã nhưng rất thật và sâu sắc. Quả thật, suy nghĩ về bản thân, con cảm thấy mình nợ quá nhiều. Trước hết, con thấy mình nợ Chúa. Trước mặt Thiên Chúa cao cả, chúng ta thực sự là những con nợ. Chúng ta nợ Chúa tình yêu, nợ Chúa lời xin vâng và sự tha thứ. Nhưng còn một món nợ nữa mà con muốn nhấn mạnh hôm nay, đó là chúng ta nợ Chúa sự sống. Áp dụng cho bản thân, con thấy điều này thật đúng. Vì suy nghĩ về đời mình, con thấy mình nợ Chúa quá nhiều, và con
con luôn cảm thấy mình không xứng đáng để được Chúa thương như vậy. Trong đời con ít nhất hai lần Chúa đã ra tay cứu con khỏi lưỡi hái tử thần. Lần thứ nhất lúc đó con khoảng 12 tuổi, một lần đi ngang qua nhà thực phẩm, thấy những quả sung chín mỏng trên cây, khói tinh nghịch của trẻ trâu trỗi dậy, con đã lên cây và ăn trộm sung nhà cụ. Mới cắn được một miếng thì bị ngã từ trên cây xuống, độ cao khoảng gần chục mét. Con ngất đi và không biết gì hết. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường nhà cụ phòng, miệng vẫn nhai sung. Lúc đó vì mải mê làm ăn, chạy theo công danh sự nghiệp, lơ là việc Chúa, việc tu, đang lúc chạy theo tiếng gọi của đồng tiền thì bị Chúa giáng cho một đòn chí mạng. Đó là con phát hiện ra mình bị ung thư cách đây khoảng 11 năm, suy sụp hoàn toàn, một mình lang thang nơi xứ người Sài Gòn. Đã bao lần con muốn kết liễu đời mình vì không muốn phiền đến bố mẹ. Con đã tự chuẩn bị cho mình và tự lo học sự cho mình, trong đó có cả việc tự viết điếu văn cho mình. Vì lúc đó con đi dự một đám tang, thấy người ta toàn ca ngợi người chết, con chợt nghĩ nếu hoàn hảo như vậy thì là thánh chứ đâu phải là người. Và từ đó con tự viết điếu văn cho mình như một lời tâm sự của con với thân hữu và bạn bè, và sẽ có ngày quý cha và quý vị sẽ được nghe điếu văn của con, thì chắc chắn là phải con đọc. Nhưng trong lúc tuyệt vọng ấy thì Chúa đã ra tay cứu vớt con. Chúa đã thôi thúc con chạy đến với Ngài. Ở nơi Ngài con đã tìm được sự bình an và hồi tâm trở lại. Con bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Con nghĩ mỗi người chúng ta chỉ có chết một lần, do vậy mình không thể chết hèn nhát như vậy được. Thế là con quyết định đi chữa bệnh. Cùng lúc con thỏa thuận với Chúa là nếu Ngài chữa con khỏi bệnh, con sẽ bỏ tất cả và nguyện suốt đời dấn thân phục vụ Ngài. Và rồi Chúa đã nhận lời con. Sau gần một năm trời vật vã với thuốc thang, vừa đi làm vừa đi học vừa vào hóa chất, đầu trọc lóc như ông sư, tóc này là tóc thật đấy chứ không phải tóc đâu. Con nhớ có lần vừa vào hóa chất xong, trên đường về con buồn ói quá, xin lỗi, phải dừng xe ở vệ đường để cho ra. Có một người đi ngang qua cho một câu đau điếu người, uống cho đẩy vào, đồ bậc bậc. Ôn lại những ngày tháng vượt khó đó, con chỉ có thể nói rằng phép lạ, Chúa đã làm nơi con những việc lạ lùng. Chính vì thế con đã chọn Thánh Vịnh 52 câu 11 làm châm ngôn cho đời sống của mình. Đây cũng là lời Đức Mẹ ca khen Thiên Chúa cao cả mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng ngày hôm nay. Để muôn đời con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm cho con những việc kỳ diệu. Người đã kéo con ra khỏi lưỡi hái tử thần và cho con được sống. Người đã chữa con khỏi bệnh đã, và để trả ơn người, con bỏ việc, bỏ tất cả, trở về giáo phận, dấn thân phục vụ Chúa. Và con nghĩ rằng nếu Chúa chọn con vì một cái duyên thì con nguyện mãi làm món nợ để nối tình, nối kết giữa con và Chúa, giữa Chúa với anh chị em đồng loại. Con nợ Chúa. Thứ hai, con nợ người. Con nợ bố mẹ
nợ thân nhân bạn hữu, con nợ giáo phận Hải Phòng, con nợ mẹ tiếng hát lời ru, con nợ cha ơn nghĩa sinh thành, con nợ thân nhân muôn vàn câu chúc, tôi nợ bạn bè khúc hát lúc vui buồn, nợ ân nhân. Món nợ này là trước hết là món nợ vật chất, như chi tộc Lê Vi trong cuộc ước, các linh mục không có sản nghiệp riêng như ruộng nương hay vốn đầu tư để thiết lập công ty, nhà máy. Các linh mục sống bằng tình thương của Chúa thể hiện qua các lòng hảo tâm của mọi người. Từ khi con bước vào cánh cửa nhà tu, Chúa luôn gửi các vị ân nhân để giúp đỡ con cách này cách khác. Món nợ vật chất đối với mọi người suốt đời con không trả nổi. Món nợ vật chất là vậy, nhưng món nợ tinh thần còn lớn hơn gấp bội. Bí tích chuyển chức đã làm cho con trở nên người ứng trực suốt đêm trong thánh điện để cầu nguyện cho dân Chúa. Con mắc nợ khi một người mẹ chạy đến nước thả xin cầu nguyện cho đứa con bé bỏng của mình đang lâm bệnh. Chị đến với con mang theo lòng tí thác sâu xa mà con không thể làm gì hơn là lời cầu nguyện để nâng đỡ chị. Thứ ba, nợ tình. Nếu con nói là mình ế rồi cái đi tu thì cũng không đúng. Kinh thế suy thoái nhưng cũng không đến nỗi ế lắm đâu. Cũng có lúc con đưa hai ơn gọi gia đình và ơn gọi tu trì lên bàn cân. Nhưng vì Chúa là Chúa Ba Ngôi nên Chúa nặng hơn và Chúa đã thắng. Con phải nói rằng con nợ cô ấy một cuộc tình. Nợ đời, con nợ đời, con nợ thiên nhiên. Như tác giả Trương Quang Minh đã viết: ta nợ đời một tấm lòng phai, ta nợ ban mai một chút gió êm, ta nợ đêm một lời kinh sám hối, ta nợ thiên thu giọt lệ ngắn dài, ta nợ những cánh hoa đang vươn mình khoe sắc trong khi ta ngoảnh mặt bước đi. Để kết luận, ngày lễ tạ ơn con nói chuyện nợ nần không phải để kể nghèo kể khổ, mà ngược lại, thực sự chúng ta rất giàu. Vì chủ nợ của chúng ta là người đầy lòng thương xót, người luôn biết cho đi mà không cần lãnh nhận, người cho không giữ không. Nói đến nợ để chúng ta tạ ơn Chúa, nói đến nợ để chúng ta cảm ơn đời, nói đến nợ để chúng ta cảm ơn nhau, và để chúng ta luôn sống trong tâm tình cảm tạ tri ân. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương luôn tuyển chọn thánh hiến và sai những tâm hồn quảng đại đáp lại lời mời gọi của người ra đi loan báo tin mừng, loan báo tình yêu cứu độ. Trong thánh lễ tạ ơn này, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những tâm tình nguyện xin. Thank you.
ban cho chúng con ngày hôm nay biết một lòng dụng tình lấy yêu và thờ mình Chúa, để mai sau được hợp cùng thần thánh trên trời chung hưởng hạnh phúc với Cha trên nguyên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Con biết rằng gì đây, người hẹn con biết rằng.
nay cầu nguyện đại bi lễ của tôi cũng là thánh chị em Thiên Chúa là Cha toàn năng chân nhân.
Thank you.
con xin trọng thành cha sư. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sư cùng quý cô, kính thưa các vị đại diện chính quyền các cấp, kính thưa quý ban đại diện đồng chủ nhà, cùng quý ban hành giáo trong giáo đoàn, kính thưa quý khách sạn, giáo sư Hà Linh, chúng con hôm nay rất vui mừng và phấn khởi được vinh cha cùng cha sư cho giáo sư chúng con có được thánh lễ tạ ơn cũng nhờ học vấn của Thiên Chúa đã ban cho giáo sư chúng con có người con của gia đình và giáo sư được Chúa nuôi dưỡng, được Chúa tuyển chọn làm tôi tới Chúa là ân linh của Phêrô và Văn Kinh. Kính thưa cha, quý cha, hôm nay đây giáo sư chúng con rất vinh dự đã bao thế hệ thằng mong ước. Kính thưa cha, giáo sư chúng con rất mong mỏi đợi chờ mới có ngày hôm nay. Đây là một đức tin vững mạnh của giáo sư chúng con. Kính thưa cha, hôm nay cha đã mang về cho giáo sư quê hương một kho báu đức tin, một vật mọi vật không quý bằng. Giờ đây con đại diện giáo sư kính chúc cha linh hồn dồi dào sức khỏe, nhờ ơn Chúa ban cho cha nhiều hơn đức tin cầu nguyện cho giáo sư quê hương mỗi ngày một thăng thời tiến, yêu luôn Chúa và yêu quê hương mỗi ngày, yêu mến Chúa và yêu người. Con xin Chúa ban nhiều ân sủng cho cha tâm linh hồn. Trong kính cha sư, quý cha, quý thầy đã cùng với cộng đoàn chúng con dâng thánh lễ tạ ơn cho cha tâm linh hồn của giáo sư chúng con. Con đại diện giáo sư xin kính chúc cha sư cùng quý cha, quý thầy, quý sư được giàu sức khỏe, gieo nhiều linh hồn cho cả học vật nói chung và giáo sư chúng con nói riêng. Con xin cảm ơn cha sư cùng quý cha. Chúng tôi đại diện giáo sư xin cảm ơn quý đại biểu cùng quý khách xa gần đã về đây chung chia nhiều quý thánh lễ tạ ơn linh hồn chúng tôi. Cuối cùng kính chúc quý vị đại biểu, quý khách gia đình dồi dào sức khỏe, kính chúc gia đình hạnh phúc. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Cùng với lời chúc mừng cộng đoàn giáo sư chúng con, gia đình Vinh Thông biết tập và đại diện các cộng đoàn giáo sư có đóng vai chúc mừng cha. Xin mời vị đại diện cho cộng đoàn giáo sư, gia đình và các hội đoàn đọc đức tin tặng cha. Thank you.
Kính thưa quý cha bé, quý nam tu sĩ, kính thưa bố mẹ, quý cố, quý thân nhân, ân nhân, kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn, con xin phép được bày tỏ một vài tâm tình biết ơn của con trong thời gian hôm nay. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa vì người đã làm cho con những điều kỳ diệu. Là Chúa, nếu không có Chúa chắc sẽ chẳng có con. Nếu không có Chúa, cuộc sống con đã an tản. Vì thương Chúa đã ban sinh con và cho con đây là thực tế của Chúa. Con xin hết lòng cảm tạ và tri ân Chúa. Con được sự thờ dù cho hoàn cảnh nào cũng luôn biết là người ca ngợi thiện chí. Còn muốn có lời thành kính tri ân đến các bậc tổ tiên, Lời Hoàng Gia Thiên. Kính thưa ông bà, tổ tiên đã mất, truyền thống của người Việt Nam đã nói là người có tổ có tâm, nhưng cây có tổ nhưng sâu có tổ. Đạo Chúa cũng dạy cho con phải hiếu thảo, biết ơn các bậc tổ tiên. Còn sáng đi ngày tổ tiên ông bà dù đã mất cũng vẫn hiện về và hành thông để nâng đỡ và cầu nguyện cho con. Con luôn ghi nhận và tri ân công đức của các bạn. Kính thưa bố mẹ, con xin thành và rất sự của bố mẹ con thể lấy gì so sánh và diễn tả được. Con chỉ biết rằng đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Đến năm cuộc đời không ai nhỏ bằng cha. Con biết bố mẹ đã vất vả thế nào mà sinh ra con. Việc nuôi dưỡng con cũng chẳng có lợi gì. Từ nhỏ đến lớn con bệnh hoạn hơn, một chỗ này cũng nhận trí là bệnh thôi chứ không hoạn. Đặc biệt là trong thời gian con mắc bệnh người nghèo, bố mẹ đã bao vây con ngủ như con. Hỏi bệnh thêm gì ở nhà không giữ bố mẹ, con lại bỏ đi tu. Từ ngày đồng ý ở bên cạnh bố mẹ vất vả đi tu cùng con. Thật không ngờ mẹ nào có thể chế tạo được con ơn nguyện xin Chúa nhất lành chúc lành cho bố mẹ và ban bình an cho bố mẹ. Kính thưa bà kính thưa ông bà con dù chú bác các anh chị và bà em đi, con xin hết lòng cảm ơn gia đình đã luôn yêu thương và cầu nguyện và ân đỡ con. Nếu con có sự đủ mọi yêu thương và động viên của gia đình thì cũng hết con có thể đẹp mà được vấn đề hôm nay. Con xin hết lòng cảm ơn mọi người. Nói đến ơn con và học sinh thân yêu, hơn lúc nào hết con xin tri ân đức cha nhân từ Văn Thiên và giáo phận Hải Phòng đã tiếp nhận con vào hồng ân của giáo phận, nơi hạt giống từ cỏ của con được khai sinh và phát triển. Yêu thương đức cha đã bảo lòng tiếp nhận một đứa trẻ chăn trâu không ngơ dại ngờ như một người con vào trong gia đình thiêng liêng của đức cha. Đã bao giờ bao lần con làm phiền lòng vì sự quê mùa của con. Còn nhớ có lần đầu tiên trong đời khi nghe điện thoại cho đức cha, con nghe xong thì nhẹ nhàng cúi tay nghe nói và nói rằng xin bác vui lòng trở máy để con gọi đức cha. Lúc đó con chỉ đơn sơ nghĩ rằng phần nào cho ấy lấy cái gì ở đâu thì để làm ở đó. Cũng giống như là đức cha dạy con, khi đức cha xuống thì máy đã tắt mất rồi. Nhưng đức cha thay vì dạy con mà yêu cầu chỉ bảo con cách dùng điện thoại. Đức cha đã dạy con cách ăn cách mặc, cách đối nhân xử thế và thường nhắc nhở con cách tu cho ra cô ra khoai. Đức cha đã luôn đồng hành và cầu nguyện và giúp đỡ con trong thời gian con du học ở miền Nam và ở bên Mỹ. Hôm nay vì bận công tác và cũng ở miền Nam nên đức cha không thể với con được, nhưng con biết đức cha đang ở thôi.
Kính thưa chào các ông nghi các phật thọ và quý cha các bạn phật tử Việt Nam, con xin hết lòng cảm ơn quý cha đã yêu thương và dạy dỗ con trong suốt thời gian con tu học ở Việt Nam. Con xin chân thành tri ân công đức của các ngài. Kính thưa quý cha, những thầy có thể những năm những ơn sĩ trên hành trình con gọi con được tiếp xúc rất nhiều và được cầu nguyện khích lệ và những lời nói chân thành của phong cách của người cha, người anh, người chị khi trước. Mặc dù những lời nói này rất là bận rộn, nhưng vì những vấn đề và những vụ khi cha của ngài khi xưa đã ở đây để cho thanh tâm của con, con xin biết lòng cảm ơn. Con xin chân thành tri ân cha xứ du xe đạo trung thờ, ban thánh chư, ban thầy giáo, ban sư phụ, ban tổ chức đã đón con
Chúa ở cùng anh chị em. Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan, tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân.